Em không phải thiên thần gì đâu, em chỉ là một Phật tử nho nhỏ thôi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin gửi đến quý Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như là quý vị Phật tử và quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Quay đứng bên này có bị năm nay rất là đặc biệt đối với con vì đây là lần đầu tiên con được hát trong đại lễ Phật đản tại thành phố huyện Vũng Tàu, rất là đặc biệt và rất là vinh hạnh cho con. Và sau đây ca khúc đầu tiên con xin gửi đến quý Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như là quý vị một niên khúc Phật giáo điệu Hồ Quảng, mà con nghĩ là qua cái nhờ cái niên khúc này mà con được quý Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như là quý vị Phật tử ở khắp mọi nơi biết đến con rất là nhiều qua liên khúc này. Con xin mời quý vị nghe liên khúc Kiếp Nhân Sinh ạ. Chúc mừng quý vị có được kích. Tìm được dễ dàng chân tâm luôn.
Thì Trang rất nhiều. Quý vị có thấy ca sĩ Thị Trang đúng là tên gọi thiên thần bolero, thật là dễ thương đúng không quý vị? Cho một tràng pháo tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.